Toji chữa bệnh trong nước nóng, có tuổi đời hơn 2.000 năm từ xứ sở hoa anh đào. Đây là một trong những phương pháp điều trị y tế nổi tiếng, phổ biến từ những thế kỷ 12. Ngày nay, onsen được phục vụ cho mục đích vui chơi và thư giãn cá nhân hoặc bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và các cặp đôi. Những công dụng đối với sức khỏe đến từ việc tắm onsen: tăng cường sức khỏe nhờ hàm lượng khoáng chất quý giá, thư giãn tối đa bằng các phương pháp onsen trị liệu chuyên biệt, giải phóng độc tố tích tụ trong cơ thể, tích nạp khoáng chất tinh túy tự nhiên. Quy trình tắm onsen chuẩn Nhật: bạn phải rửa mình trước khi hòa vào dòng nước nóng. Sau khi làm sạch hoàn toàn cơ thể, tiếp theo bạn sẽ tiến vào bồn tắm onsen. Tùy vào mỗi loại onsen sẽ có các loại hình tắm đa dạng, sẽ khác biệt về nhiệt độ nước cho bạn tận hưởng. Một số nghi thức khi trải nghiệm tắm nước khoáng nóng onsen bạn cần lưu ý: 1. Tắm sạch trước khi vào tắm onsen. 2. Phải cởi hết đồ. 3. Đọc kỹ về chính sách hình xăm của các onsen. 4. Không chụp ảnh tại onsen. 5. Không uống rượu. Bên cạnh onsen ngoài trời thì onsen trong nhà cũng được ưa chuộng. Các onsen trong nhà thường có trong các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng đặc biệt và độc đáo. Đến thế kỷ 19, phương pháp tắm và ngâm mình trong suối khoáng nóng được nghiên cứu hoàn chỉnh và ngày càng được sử dụng rộng rãi. Đến nay, nhiều nước trên thế giới vẫn sử dụng nước suối khoáng nóng như một liệu pháp cho trị liệu và phục hồi sức khỏe. Hiểu được lợi ích quý giá của tắm onsen cũng như nhằm mang tới một sản phẩm biệt thự độc đáo phát triển trên nền tảng suối khoáng, tập đoàn Sun Group nói chung và Sun Property Group nói riêng đã nghiên cứu và phát triển tổ hợp biệt thự suối khoáng thuộc tâm điểm của thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam, mang tên Sun Onsen Village Limited Edition. Chỉ với duy nhất 180 căn biệt thự dẫn mạch khoáng vàng vào từng nhà, Sun Onsen Village Limited Edition không chỉ mang lại cho chủ nhân các căn biệt thự phong cách sống nghỉ dưỡng mà còn song hành cùng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe độc đáo giữa không gian an cư yên bình, hài hòa với thiên nhiên.